không thì các bác, các ông, các bà nghĩ Mạnh là bị ghẻ đấy. Không nghĩ Mạnh là bị ghẻ là đầu là toàn cháy đấy. Đấy, về đi. Kính chúc. Kính chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Chào, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì có sự góp mặt của bé Mạnh ở trên video của Sáng Đức với cô bác ạ. Mạnh thì mặc áo gì đây? Hả? Nhân. Mặc áo người nhện là siêu nhân. Nhân. Phải là người nhện chứ con đấy à? Nào ra đây đã, ra đây đã, ra đây đã. Mạnh thì rất là tinh nghịch cô bác ạ. Nào ra đây nào, Mạnh ra đây, đứng đứng đây nào, đứng đứng đây gần chú nào. Đấy, đứng ở đây. Đấy, để cho chú nói một tí đi ra, xong là mới đi ra kia nhá. Được chưa? À. Rồi. Học của Mạnh thì hôm nọ là được một bác là cắt cho. Thế là hôm nay thời gian này Mạnh đi học thế nào? Ngoan không? Có. Mạnh là cô giáo hay thầy giáo chủ nhiệm? Thầy giáo. Thầy giáo chủ nhiệm, cô giáo hay là thầy giáo? Cô giáo. À, thế biết tên cô giáo là gì không? Có. Thế tên cô giáo là gì? Thu. À, là cô Thu à? À, nào Mạnh, lúc nào nói chuyện Mạnh đừng gái nào, tí các bác tưởng là Mạnh là ngứa đấy. Mạnh thì là hình thành một cái thói quen là khi lúc nào mà ghi hình cô bác thì đều cũng xoa xoa đầu này, xong là gái hết tay hết chân nữa. Đấy là một cái thói quen của Mạnh rồi, chứ không phải là Mạnh là bị ngứa hay là gì cả. Lần sau chú đang quay phim như này thì Mạnh đừng có gái đầu nhá, đừng có gái chân gái tay nhá, không thì các bác các ông các bà nghĩ Mạnh là bị ghẻ đấy. Không nghĩ Mạnh là bị ghẻ là đầu là toàn cháy đấy. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đi xuống cái nhà của hai ông cháu của bác ạ, để tiến độ làm nhà của hai ông và xin thông báo với lại tất cả cô bác ở trên kênh. Hiện tại là ngôi nhà của hai ông cháu thì đã hoàn thiện đâu đó là gần được tầm 80% rồi cô bác ạ. Ở phía bên ngoài thì hôm nay cháu Lực đi xuống thì thấy là mấy anh em thợ cũng đã hoàn thiện là gần hết rồi cô bác. Trước mặt các bác thì ngôi nhà thì đã hoàn thiện là phần mặt tiền đâu đó là tầm gần xong rồi. Đấy, hôm nay thì xuống thì không có là bắt gặp là cả Mạnh với là cả ông nữa. Cũng khá là lâu rồi là bé Mạnh không xuất hiện ở trên cái video của cháu Lực. Thời gian vừa rồi thì do Mạnh là đi học đấy cô bác ạ. Mạnh thì học tiểu học cho nên là học từ thứ 2 này đến tận thứ 6 thì Mạnh mới về nhà. Còn bây giờ thì xin mời các bác là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi vào nhà của hai ông cháu của bác nhá. Ở trước mặt các cô bác anh chị thì hiện tại là đã gần hoàn thiện là xong cái phần mặt tiền đâu các bác, cũng như là phần cửa rồi. Ở phía bên này thì có vẻ như là mấy anh em thợ đã hoàn thiện là hết rồi. Đấy, cửa thì cũng đã hoàn thiện là xong cái phần ấy rồi, nhưng mà còn về cái phần cửa sổ cũng như là cửa hiện tại thì cái phần kinh phí làm nhà của anh cháu thì thưa cô bác là đang là hết rồi. Thực ra là có thể là nếu như trong thời gian tới cô bác thì khi mà chưa có duyên với lại các bác thì có thể là cái phần cửa này thì sẽ hoàn thiện sau. Hay hôm nay thì là hai ông cháu là ở nhà không? Ông hôm nay có đi làm việc gì không? Này ông anh đi họp buổi chung. Thế là hôm nay là đi họp thôn hả ông? Họp thôn. Đấy, ông gửi một lời chào tới các bác nào không? Chào các em các chị nhá. Nay là ở nhà là có dọn dẹp nhà cửa không ông? Chưa. Dẹp cái gì đó. Đấy một tí nữa. Ở bên kia còn mấy cái viên gạch kia nó chắc là cắt là còn dư đúng không anh nhỉ? Thế thì một tí nữa ông dọn mấy cái viên gạch này để ra cái chỗ phần chuồng gà của nhà ông nhá. Ông để nhà cửa thì lau dọn cho nó
nhìn cho nó sạch sẽ một chút đâu ạ. Tại vì là làm tới đâu thì nó sạch tới đấy rồi các bác. Hôm nay thì có một mình anh đi làm thôi anh Phong? Vâng, hôm nay mỗi anh làm thôi. Có mỗi là vợ chồng anh đi làm thôi đúng không? Thì Toán hôm nay nghỉ ai? Thì... À, thế là chủ Toán là không đi họp à? À, chủ Toán là... À, chủ Toán là còn làm về một chút là về 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 ở bên thôn đó các bác. Thực ra là hôm nay là chủ Toán là bận là đi về cái phần mà họp thôn này. Đến cuối tuần thì Mạnh mới về cô bác ạ. Mạnh ơi mày, mày đang nghĩ cái gì đấy? Tí này cắt lại vào đầu nhá. Mày vào nào Mạnh, đừng kéo dây điện đâu Mạnh. Vào trong nhà thì về cái phần nó ốp gạch đấy cô bác. Thì mấy em thợ đá ốp là hầu như là được độ tầm 90% về cái phần là ốp gạch rồi. Những cái phòng ngủ này thì mấy em thợ làm xong thì cũng lau dẹp, lau dọn là sạch sẽ. Ở đây thì những cái phần mà nó bị trắng trắng đấy các bác, nó bị loang ấy là do là cái khi mà mình lau ấy, cái rẻ của mình ấy nó không có sạch ấy, cho nên là nó sẽ bị loang đây. Thì cái này thì lau dọn tầm độ là 3 đến 4 lần thì nó sẽ sạch sẽ hết các bác, nó sẽ bóng loáng hết. Đây là phòng bên này thì có vẻ như là đến buổi tối thì ông ra đây ngủ của bác ạ. Thành ra là đi nhiều ấy, nó sạch, nó bóng hơn rất là nhiều. Nhìn trong nó bóng khá là nhiều. Ở đây thì là những cái phần viên gạch của bác ạ. Khi mà đến cái phần góc ấy, thì cắt đi là nó còn bị dư lại. Thì cái này thì bây giờ cũng không có tận dụng được để mà làm gì rồi, thì sẽ dọn đi để một góc. Một tí nữa thì sẽ cùng ông dọn. Ông lấy xe rùa xong rồi về đây lấy cái gạch này để ở trên xe rùa để ra kia ông nhé. À, bây giờ thì đâu đó là chắc là tầm 80-90% rồi nhá. Cái bàn thái này thì anh chưa đi vào đổ à? Vâng. Bàn thái này thì chắc là các anh thợ là hoàn thiện ở bên ngoài xong thì mới đi vào hoàn thiện ở bên cái phần là bàn thái với lại trong nhà vệ sinh các bác. Hiện tại thì bùa nhà vệ sinh thì vẫn chưa là đi vào hoàn thiện cả. Để làm bàn thái thì ở phần trên thì mình có thể là tận dụng lại để nấu cơm hay là bếp ga này. Còn ở phần dưới thì mình có thể là để những cái đồ đạc như là gạo này hay là cái đồ đạc đồ khô của ông ấy. Ông ơi lấy xe rùa về đi ông. Xong rồi bóc cái gạch này ông ạ, gạch này đem đi bỏ vào trong kia đi. Không cần bao đâu mà ông cứ xếp ra để gọn thôi. Cái này nó chẳng ảnh hưởng đâu mà để ngoài ấy. Cũng không có dùng được nữa rồi. Bây giờ sau này là cái gạch đấy nếu mà có chỗ nào mà cần cắt, cần dùng đến thì mình lại lấy ra dùng anh nhỉ. Mạnh thì không biết là với chị là làm gì bên này đây. Mạnh là nghỉ cái gì đây? Không biết là đi đâu lấy được một cái bao tay về này, xong là để nước thôi. Không phải 3-4 cái thước phim rồi, cô bác không có được nhìn thấy là bé Mạnh rồi. Đã. Xe rùa ở bên này được không? Để cái kìa. Mạnh cùng ông ra kia nhặt gạch để vào trong xe rùa đi. Đấy, lấy cái xẻng ra. Một tí nữa ông xếp để vào tầm chỗ này được không? À, chỗ bên kia, chuồng gà kia không ạ? Chuồng gà của ông này.
Trông gà của ông thì có vẻ như là nếu mà để mà giữ được gà ấy các bác thì chắc là không có giữ được nữa rồi, tại vì là cháu được nhìn thấy là thủng. Buổi tối gà ngủ đâu không? Ấy Mạnh đẩy xe rùa cùng ông ra kia dọn dẹp trong nhà đi. Đấy, khi mà trời nắng thì nhìn đâu đâu cũng khá là khô ráo các bác, nhưng mà đến khi trời mưa thì những cái chỗ này các bác này cứ một lần mưa là nó bị xói mòn vào trong ấy. Về cái ngôi nhà của hai ông cháu thì hầu như là làm ở ngóc ngách nào thì cháu Lực đều là ghi hình cả, chỉ có một phần là cái lúc mà làm phần móng ấy, thành ra là cháu Lực không có đi vào và ghi hình được thôi. Cái phần bên này là buổi sáng này anh hoàn thiện à anh? Thế nào đây là một mình anh là hôm qua chắc là làm được một nửa anh nhở? Đấy là ở phần trên kia thì nó khô hơn các bác, trên kia thì làm lâu hơn rồi. Còn ở dưới này thì là hôm qua thì anh phòng với lại chủ toán thì chắc làm được cả một ô trên kia. Còn ô dưới này thì sáng nay là một mình anh phòng anh ấy làm. Đây. Không đẩy được xe rùa ra tận đây à? Hả? Cẩn thận dây điện nhá Mạnh nhá. Về nhà là biết là cũng ra biết là phụ giúp cho ông rồi. Áo này thì bảo là để trong trường mặc làm bộ đồ ngủ mà nhá, Mạnh lại mặc luôn rồi. Hôm nay chắc là về là mặc luôn đấy. Có rất là nhiều những cái viên gạch mà nó bị vụn đấy. Ở trong thời gian mà như lúc mà đang con gì đây hả? À con dết đấy, con dết đấy, dết vào nhà. Dết này thì không phải là dết độc đâu, dết bình thường thôi. Mạnh thì phải nói là một cái cậu bé mà rất là gan dạ của bác ạ, nhìn thấy con gì cũng sợ cả. À em mai hoàn thiện thêm và ốp thêm những cái bàn thái nữa tí nhìn xong ngôi nhà nó sẽ đẹp hơn các bác ạ. Đây, một cái không gian như thế này thì đối với là hai ông cháu thì rất là rộng rãi thôi đấy. Nào đây là chú hộ nào, mỗi người cầm một viên nào, chú cầm bên này, mày cầm bên dưới. Đâu ở đây à? Ừ, con dết đấy ông, con này nếu mà là dết độc là rất là nguy hiểm của ba con dết này. Tại vì ông để gạch ở đây nó ở mấy thời gian là nó vào ấy. Đấy, Mạnh là cầm viên nhỏ đấy nhá. Ông là sẽ là lấy những viên to hơn. Cái viên của ông chắc bê ra kia luôn ông ạ, nó không để vừa xe rùa đâu. Đấy. Chân nhá, cẩn thận chân nhá. Đấy, về đi. Nào, để Ôi, chủ toán hôm nay ra muộn đấy chủ toán. Hôm nay đi lên trên này. Hôm nay chú có họp à? Cháu tưởng hôm nay chú nghỉ rồi. Hôm nay nghỉ rồi.
Thế là vừa rồi chú ơi. Thế hôm qua chú làm mà muộn à, tối qua ấy. Thế vừa rồi chú đang đi cắt cỏ gần đây à? Vẫn ở thằng Pai còn dùng thằng con nó mà, nhưng chứ nó bổ do con dân thì nhà nó trong nhiều đồ quá chú ạ. Mày là không biết là còn trồng này thêm một tấm nữa. Cái tấm này thì để đấy mày ơi, cái tấm này để đấy, tấm này để đấy. Này tấm này, là mấy đứa, mấy anh em thợ là vẫn còn là dùng đến đúng không ạ? Cho nên là để đây cho mấy anh em thợ. Hết chưa? Thế cùng ông ra kia bóc ảnh đi. Dép đâu? Đấy, bóc ảnh đưa cho ông. Đấy, lúc nào mà mệnh đi học thì nếu mà làm cái gì các bác chỉ có là một mình ông là khác làm thôi. Còn là như lúc mà mệnh ở nhà ấy, mặc dù là mệnh là vẫn còn khá là nhỏ tuổi không có giúp được ông ấy, nhưng mà khi mà có thêm mệnh vào thì cảm giác như là ông làm cái gì nó sẽ cũng khá vui hơn đúng không bác, nó sẽ không có bị chóng vắng. Các bác cứ hình dung là từ năm từ lúc bé, lúc mẹ em bỏ đi là 2 tuổi. Đấy, sau khi mà mẹ bỏ đi rồi thì từ 2 tuổi đến 5 tuổi là 3 năm. 3 năm là ở với ông là như hình với bóng cả. Không rời xa nhau một chút nào cả. Thậm chí là ông cắt cỏ, đi đến cắt cỏ nhá, mạnh là còn là phải đi theo các. Hết rồi nhà, đấy giỏi đấy, cất xe rùa đi. Đây cất xe rùa ở đâu? Ôi giời. Đằng này kia xong là đổ mất xe rồi. Chú Toán là lấy cỏ xong chưa chú Toán? Xong rồi à? Thế hôm nay như anh Phòng với lại vợ đi làm thì tính công nhân là mỗi vợ chồng của anh Phòng đấy à? Hay là hôm nọ anh Phòng với lại vợ có nghỉ bù hôm nào không? Nghỉ trừ hôm nào hay là hôm nay làm bù ấy? Chả biết được nữa. Em mới biết được. Nhà này như chú... Tương đương mà. Tương đương hôm à? Hôm nay ông về làm ngày kia ông đi xuống hiện đi học lớp... Bên kia nó đi 3 ngày nó lại nghỉ. À lại nghỉ 3 ngày à? Về làm á. Về làm nhưng mà ai có việc ai nghỉ. Ai có việc ai nghỉ. Nói chung là cái công việc này thì không bỏ được. Bây giờ chỉ có mỗi bàn Thái thôi. Hút lát trên này là làm cái bàn Thái là xong, nhưng mà bàn Thái cũng phải đợi. Vâng. Điều thiếu thì chắc làm sau. Vâng. Là không chắc chắn là thiếu, không không lấy sau này không có cái gì tơi xuống này. Vâng, vật liệu thì bây giờ thiếu là về phần xi đó này. Xong rồi ra bể phốt xong rồi úp lát ở trên này, còn chỗ bàn Thái chắc là làm cuối cùng nhất. Vâng. Bây giờ tháo về mấy ngày nó lại thiếu vật liệu lại đi lấy. Lúc đấy lại không có mấy, không có dây điện, không có sắt để tời nhỉ. Bây giờ cắt dây điện về lắp thì nó lại mai lại không có dây điện. Cắt sắt về sau này lại không có sắt rồi. Vâng. Thẳng thấy được chưa hay là cong quá đấy? Thẳng chưa anh? Hả? Em nhìn trong máy quay thì cũng thẳng rồi. Đôi lúc thì nhìn ở ngoài thì không nhìn thấy, nhưng mà nhìn vào máy quay là nó sẽ nhìn là rõ hơn đấy các bác ạ. Này theo như chú thì gọi là cắt chỉ rồi. Tám pép à? Có mẹ. Thì mẹ giang siêu say yếu là. Ừ.
Cái này là bị ướt quá là không không xoa được đâu nhỉ anh Phong nhỉ? Quá. Cái phao chỉ là sau này là những cái chỗ này là vẫn phải đắp thêm chứ chú nhỉ, kẻ chú bảo cắt chỉ nhỉ. Những cái chỗ vạch này là sau này vẫn phải đắp thêm một lớp mỏng nữa đúng không? Cái này vẫn làm là chỗ phòng. À, chứ không là cái này. À, chứ không là bây giờ nó bị nhuộm nhuộm quá. Cho vào nhưng mà nó cũng không được vì là vẫn phải bôi một lớp xong rồi có thước chạy đi trên lại. À, là nó mới mịn được chú nhỉ? Ừ. Vừa làm vừa chạy luôn là nó cái kiểu nó còn ướt này nó bở ra. Vâng. Nếu mà như nếu mà làm bên trong nó tròn thì mình lấy cái ống nhựa đấy, ống nhựa kia để xong mình rút ra một phát là nó chuẩn luôn. Ừ. Nhưng mà nó lại không đẹp mấy. Vâng. Nhưng mà làm như này là vuông này nó đẹp hơn đúng không? Cái này là những lúc mà đi vào làm những cái chỗ nhỏ nhỏ này tỉ mỉ này nó mới lâu hơn chú nhở? Ông thì không biết là ai điện cho ông rồi. Tất trời. Ừ. Hay là gái gọi đâu? Ừ. À tưởng là gái gọi cho ông à? Chỗ này thì một tí là phải đợi cho nó khô thì mới làm được anh Phong vấn đề ấy. Khô nó làm được, giờ nó làm. Nhiều lúc làm phải vừa làm vừa chơi. Cái này mà bây giờ mà làm luôn thì cũng không làm được nhỉ. Làm nó sẽ đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Không biết là thanh niên mệnh là đi đâu làm nghề cái gì được không bác này. Vừa rồi thì thấy đang ở đây mà. Mày ơi! Mày ơi! Mày ơi! À, tưởng là trốn đi đâu các bác ạ? Hóa ra lại ở đây này. Làm gì đấy? Hả? Làm gì đây? Ui! Cháu ăn lúa cho mày hết rồi. Đi xem là ăn ở đâu mày ơi, đi xem nào. Hôm qua có vẻ như là buổi sáng nay các bác ông đi lên trên trên cái hội trường cái họp không biết là họp cái gì này. Châu của ông thì như là ăn lúa ở nhà ông sao các bác ạ, không biết là ăn nhiều hay ăn ít đấy. Ôi. Ôi. Chỗ này thì chắc là độ tầm đi mấy cân thóc rồi cô bác ạ. Ăn trâu thì cũng ăn phải nói là ăn như kiểu là có người cắt nữa nhỉ. Cắt ở tận dưới gốc. Đây là chắc là ông là mất đi mấy cân thóc rồi. Hôm buổi sáng nay chắc là để cho trâu sỏng với nhau ấy. Nên may là không có ăn hết cả thửa ruộng này. Trâu bò thì đôi lúc là không có ta để ý ấy, là sổng ra là đi hay rất là đi ăn lúa này, ăn lúa ăn ngô. Vừa rồi thì tưởng là Mạnh đi đâu cô bác ạ? Mạnh đang làm gì đây ấy? Câu cá à? Có câu được con nào không? Không được á? Thì không được thì đi về đi. Đi đường nào đi về đây, đi.
Đấy, ruộng nhà ông thì có thả cá chép ruộng của bác ở đây, số lượng nhìn thấy đây có một con. Ê. Ở đâu? Ở đây có cá à? Có cá không? Đi về đi nhỉ, đi về đi. Đi. Đi về đi. Đi đường nào ấy? Vừa rồi cứ tưởng là bé Mạnh đi đâu bác ạ? Hóa ra là đang câu cá ở phía bên này này. Hôm nay thì thanh niên nó mặc một cái quả áo người nhện rất là nổi bật. Ôi trời ơi. Ui. Ui, trâu của ông để đây, chỗ này lại sắp thành vũng bùn rồi. Đi Mạnh. Nào, đi ra đây. Cái này có vẻ như là trâu ở, thành ra là nó càng ngày càng bị xói xói vào trong cái chú nhỉ, thế này ấy. Đấy, ở phía bên ngoài thì hầu như là đã hoàn thiện là hết rồi các bác ạ. Sau này thì cái phần và còn như chỗ này không bác này không làm thì có thể là làm một cái bếp củi đây cho ông. Để đây là bếp củi trong nhà thì nó sẽ khi mà ông dùng ấy, ông không giữ gìn vệ sinh thì nó sẽ bẩn là nhanh hơn. Chát ra đây, sát xong rồi anh. Rồi có vẻ như là vẫn còn hơi yếu nhỉ. Đây nó bị nứt, nó bị. Thưa các bác, cái video này thì cháu Lực cũng đã cập nhật cái tiến độ mà làm nhà của hang cháu là cho tất cả các bác cô chú anh chị là cùng biết rồi. Hiện tại thì đã hoàn thiện là cái phần mặt tiền của nhà hang cháu rồi. Sau này thì cái phần gạch này các bác này sẽ tận dụng lại để mà làm cái phần là bể phốt, thì dọn ra xong là sẽ đào thêm một cái lớp đất nữa, lớp đất cái chỗ này để mà đi nữa các bác. Tại vì là bây giờ hiện tại nó đã cái đất này này các bác này thì nó cao hơn cái phần móng. Hôm nọ thì làm cái phần móng cho nên là mấy anh em thợ là hót ra để phía bên này. Cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi các bác. Hiện tại thì cũng đâu đó là gần 6 giờ rồi, mấy anh em thợ thì cũng chuẩn bị là hủy cái công việc của ngày hôm nay rồi các bác. Đây là ông, anh này là anh để đổ nốt xi vào à? Ở nhà của hai ông cháu thì sau này là ở đây sẽ có ba cái bậc thang lên trên này các bác nhé. Cái bậc thang của nó thì cho Lực sẽ làm là nó sẽ dài bằng cái cửa, nó sẽ đẹp, nó sẽ đẹp hơn, có thể là nó dư ra đủ ra bên này một chút. Như cửa thì nếu mà mình làm ấy thì là theo chú là mình làm dư ra bên này một chút thì nó đẹp hơn, nên là nó bằng cửa đẹp hơn. Ta bằng cửa. Bằng cửa đẹp hơn á. Vuông. Vâng. Về để xem là mấy cái mẫu nhà mà làm xem là nó cột thang nó bằng cửa đẹp hơn hay là nó dư ra một chút là đẹp hơn các bác. Vì những cái ra phía bên này này thì không thể làm cột thang ra bên này, không thể làm cột thang bên này tại vì là cũng không có dùng đến các bác. Bây giờ chuẩn bị nghỉ chứ chị? Không biết là bịt cái gì vào đây này. Cái này là cái gì đây? Giấy đúng không? Để mà bịt miệng này. Đấy, cái video này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là cùng với lại ông là kết thúc cái video này ở đây rồi các bác.
À buổi tối thì hôm nay là ông đi xuống nhà dưới kia ngủ à? Ngủ đây đó. Vẫn ngủ đây á? Dưới à, à. Làm chưa xong. Thì ông còn chọn ngày tốt. À. Nào mới vào được. À, thế là ông chọn ngày tốt thì mới vào ngủ đúng không? Vâng. À, hiện tại thì mấy anh em thợ là chỉ có đi vào và nghỉ trưa thôi nhỉ? Vâng. Thế là ông vẫn chưa ngủ qua đêm đấy đâu à? Vâng. À. Không ngủ đâu. À thế là chọn ngày tốt thì ông mới vào là ngủ đúng không? Chứ đi cái thầy bói. À. Chứ đi xem. À. Thì bảo nó ông ngồi. À. Chứ đừng đi. À, đấy thì cái video này thì cháu Lực cũng xin là kết thúc cái ở đây thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở tháng 6 tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác. Chào các em các chị nhá. Mạnh nào, mạnh nào. Con chào tạm biệt con các bà thân nhà phước thế. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra. Thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.